Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thanh tra toàn diện ngành điện. Vụ công an bắn nhầm dê của người dân ở Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức báo cáo thế nào? Cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn, tôi có lỗi với quê hương, đồng đội. Nhặt được súng đạn nhưng không giao nộp, người đàn ông lệnh án tù. Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 công ty liên quan nhóm đánh thuê khoản nợ. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin từ VN Express, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng vừa có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cử tri Bùi Đức Nhược, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phản ánh giá điện tăng 3% từ tháng 5, ảnh hưởng tới đời sống người dân, trong khi ngành điện thua lỗ kéo dài và mới đây lại đề xuất tiếp tục tăng giá tháng 9 tới. Vì thế, ông Nhược đã đề nghị thanh kiểm tra toàn diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đồng ý kiến nghị của cử tri về việc cần phải thanh tra toàn diện ngành điện. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng cho biết có hai hướng thanh tra ngành điện. Hướng thứ nhất, đang thanh tra, kiểm tra chủ trương, trách nhiệm của Bộ Công Thương và sớm thông báo cho người dân biết. Hướng thứ hai, thanh tra Tập đoàn Điện lực, trước mắt Thủ tướng giao Bộ Công Thương thực hiện. Nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa, vào chiều 28 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100 km về phía Tây Nam. Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong thắp tùng Thủ tướng Chính phủ khảo sát, giới thiệu và trao đổi về kinh nghiệm quy hoạch xây dựng khu mới Hùng An. Khu mới Hùng An là khu kinh tế mới thí điểm cấp quốc gia về đổi mới và phát triển nền kinh tế số, thành phố xanh, thông minh của Trung Quốc, với sự tương tác hài hòa giữa con người, môi trường, là nơi sẽ đảm nhiệm một phần chức năng của thủ đô Bắc Kinh. Sau khi xem video giới thiệu và sa bàn quy hoạch tổng thể khu mới Hùng An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát hiện trường xây dựng của ga Hùng An và Trung tâm Thương mại Quốc tế Hùng An, thăm Định An Các và các khu vực khác trong khu mới Hùng An. Đánh giá cao tầm chiến lược của Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong việc xây dựng khu mới Hùng An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm khu mới Hùng An, cho rằng Hùng An giải quyết được 3 căn bệnh cơ bản mà các đô thị lớn thường gặp là quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường sống, thiếu nhà ở và điều kiện sinh hoạt đủ tiêu chuẩn cho người dân. Theo thông tin từ VTC News, ngày 28 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã có báo cáo liên quan vụ cán bộ công an bắn nhầm 2 con dê của dân. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1992, quê Ứng Hòa, Hà Nội, Thượng úy Bùi Đình Việt, sinh năm 1984, quê Mỹ Đức, Hà Nội, và Thượng úy Bùi Tiến Tùng, sinh năm 1994, quê Mỹ Đức, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bán kim. Ba người này đều là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, đi xe ô tô biển kiểm soát 30G57928 trên xe của Bùi Tiến Tùng. Tới nơi, cả ba người phát hiện và bắn chết 2 con dê vì cho rằng là dê núi. Vụ việc bị người dân phát hiện chặn lại, không cho người và xe đi để yêu cầu các cơ quan chức năng đến giải quyết theo quy định. Qua báo cáo xác minh ban đầu của công an huyện Mỹ Đức, hai con dê trên của gia đình anh Nguyễn Văn X, có tên viết tắt người địa phương, chăn thả tại khu vực công cộng thuộc núi Màu Gà. Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức chỉ đạo công an huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Phú, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết vụ việc, lập biên bản hiện trường, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mỹ Đức, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố điều tra giải quyết. Công an huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Công an thành phố Hà Nội xem xét thi hành quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ nêu trên. Ghi nhận thông tin từ VOV, chiều qua ngày 28 tháng 6, sau khi nghe Viện Kiểm sát luận tội, cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và các đồng phạm trong vụ tham ô 50 tỷ đồng đã nói lời sau cùng. Cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phân trần, tôi có lỗi với quê hương, gia đình, dòng họ, đặc biệt có lỗi với các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển. Dù tòa chưa tuyên án, nhưng tòa án lương tâm đã tuyên với bản thân. Tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Ông Nguyễn Văn Sơn dành thời gian xin tòa giảm nhẹ cho các bị cáo khác. Bị cáo nhắc lại quãng thời gian 40 năm phục vụ trong quân đội, hiện đang mang nhiều bệnh, mong tòa án xét xử giảm nhẹ. Cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng nói lời sau cùng, mong vụ án sẽ là bài học cho những chiến sĩ về sau, không bước vào vũng lầy như chúng tôi. Cựu thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và lực lượng Cảnh sát biển. Các bị cáo còn lại cũng bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho biết sẽ tiến hành nghi án và tuyên án vào chiều nay. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang ngày 28 tháng 6 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân, 42 tuổi, Nguyễn Hữu Phước, 55 tuổi cùng mức án 2 năm về tội mua bán trái phép hóa đơn. Cùng tội danh, Nguyễn Chí Tâm, 30 tuổi cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Lê Văn Giang Sơn, 44 tuổi, anh ruột Vân, 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Vân và Phước, mỗi bị cáo 50 triệu đồng, Sơn và Tâm 30 triệu đồng. Thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9 năm 2018, bị cáo Vân thỏa thuận với Sơn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Vân Tân Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Giang Sơn Tân Châu để mua bán trái phép hóa đơn. Vân trả tiền cho ông Sơn 6 triệu đồng một tháng. Để che giấu việc làm phi pháp, Vân mua 36.780 mét khối cát để hợp thức hóa chứng từ đầu vào. Sau đó, Vân liên hệ với Phước mua 997 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa nhưng ghi khống trên các hóa đơn, hơn 1,9 triệu mét khối cát với giá 2.000 đồng một mét khối cát của 6 công ty do Phước thành lập. Tổng số tiền mua hóa đơn Vân thanh toán cho Phước là gần 4 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Phước thu lợi bất chính hơn 950 triệu đồng. Tiếp đó, Vân đại diện hai công ty bán 6.806 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống trên hóa đơn gần 2 triệu một mét khối cát cho 871 cá nhân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh An Giang. Sau khi trừ các chi phí, Vân hưởng lợi hơn 888 triệu đồng. Vân đã giao nộp lại 100 triệu đồng, thu lợi bất chính. Tâm được xác định là có vai trò giúp sức. Tâm đã trực tiếp viết nội dung hóa đơn khống trên 610 hóa đơn. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Minh Sang, sinh năm 1982, trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, và tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Thông tin từ VTC News. Theo hồ sơ, khoảng tháng 4 năm 2022, trong lúc đi chặt mía thuê ở tỉnh Kon Tum, Sang nhặt được một hộp đựng 14 viên đạn chưa sử dụng, dùng cho súng thể thao, đem về nhà cất giấu. Tiếp đó, tháng 5 năm 2022, trong lúc đi giả phế liệu ở suối Hòn Lá, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Sang nhặt được một khẩu súng trường hiệu AK-47 và 25 viên đạn. Sang kiểm tra thấy 19 viên đạn bị rỉ sét hư hỏng nên Sang vứt đi, còn 6 viên đạn không rỉ sét, Sang bắn thử một viên thấy phát nổ. Nghe tiếng súng nổ, hàng xóm Sang đã báo cáo với cơ quan chức năng. Quá trình khám xét nhà Sang, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số súng và đạn. Chiều qua ngày 28 tháng 6, một lãnh đạo trung tâm y tế huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, một người đàn ông bị ngất xỉu vừa được cấp cứu ở trung tâm y tế huyện, thông tin từ báo Tiền Phong. Chị Phạm Hồng Trưng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn Cư Quyên cho hay, trưa cùng ngày, đội tình nguyện của huyện đoàn phát hiện ông DNP, tên viết tắt, ngụ xã Eahu, huyện Cư Quyên bị ngất xỉu nên đã đưa ông P vào trung tâm y tế huyện Cư Quyên để cấp cứu. Chị P cho biết trong lúc chờ con làm bài thi, ông P có dấu hiệu mệt mỏi rồi ngất xỉu. Chị Trưng và hai công an đón xe ô tô rồi đưa ông P đi cấp cứu. Được biết, ông P đưa con đi thi ở điểm trường Trung học Phổ thông Việt Đức, xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị liên quan điều tra vụ phát hiện hai người tử vong tại phòng trọ ở phường Bình Trị Đông. Vào sáng cùng ngày, người dân sống tại dãy phòng trọ trong đường hẻm liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nghe thấy tiếng động tại một phòng trọ. Khi đến nơi kiểm tra, người dân thấy một người phụ nữ nằm trước phòng trọ, trên người có vết thương. Người phụ nữ trên được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Kiểm tra phòng trọ, người dân phát hiện một người đàn ông cũng đã tử vong, trên người có vết thương.
Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Ghi nhận thông tin từ báo Tiền Phong, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, hôm qua ngày 28 tháng 6 cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh LVT, tên viết tắt, 34 tuổi, quê tỉnh Điện Biên, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng công ty Thế Thịnh. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, khi thực hiện khoan đá trên vách đá thuộc mỏ đá của công ty, anh T đã rơi từ vách đá xuống đất và tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt để xác minh, điều tra và lập biên bản hiện trường vụ việc. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc theo quy định. Báo Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 28 tháng 6, chị TTL, tên viết tắt, 27 tuổi, ở Cà Mau, đã tử vong sau khi nâng ngực trong một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Trước đó, thông qua sự giới thiệu của người quen, chị L liên hệ một thẩm mỹ viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau để nâng ngực bằng phương pháp tiêm filler. Thẩm mỹ viện đồng ý và cho biết quy trình nâng ngực sẽ được thực hiện ở một khách sạn thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, chị L đến khách sạn để được tiến hành nâng ngực. Tuy nhiên, sau khi tiêm filler, không lâu sau, chị L sùi bọt mép và người tím tái. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó, nhưng chị L đã tử vong. Thi thể chị L được gia đình đưa về Cà Mau an táng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Báo Việt Nam Plus đưa tin, chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân và bốn công ty có liên quan đến Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng để tài trợ cho hoạt động của nhóm này tại châu Phi. Theo một trang web của Bộ Tài chính Mỹ, hai trong số các công ty bị trừng phạt là Midas Resources, công ty điều hành các mỏ ở Cộng hòa Trung Phi, và Diamvin, một công ty thu mua vàng và kim cương ở nước này, cả hai đều do Prigozhin kiểm soát. Hai công ty còn lại được xác định là các công ty bán buôn. Một là công ty Industrial Resource General Trading, có trụ sở tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và một ở Nga, chịu trách nhiệm xử lý tài chính cho các giao dịch của Prigozhin ở Diamvin. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Brian Nelson nhấn mạnh, tập đoàn Wagner tài trợ cho các hoạt động của mình một phần bằng cách khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và Mali. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, tình báo Mỹ đã có thông tin cho thấy những dấu hiệu ban đầu rằng chỉ huy quân sự Wagner, ông Prigozhin sẽ tìm cách nổi dậy, nhưng Washington đã giữ kín thông tin này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa cho biết, ông không tức giận khi Mỹ che giấu thông tin tình báo cho thấy Yevgeny Prigozhin và lực lượng lính đánh thuê Wagner sẽ tiến hành một cuộc binh biến. Nhưng ông cảm thấy thất vọng khi Washington mất nhiều thời gian để cung cấp vũ khí cho Kiev. Trả lời phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Kuleba nói, "Không, tôi chỉ cảm thấy thất vọng về Mỹ khi quyết định cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine, mất nhiều thời gian hơn tôi mong muốn." Ông Kuleba khẳng định Ukraine không có bất kỳ thông tin tình báo nào cảnh báo cuộc binh biến ở Nga sẽ xảy ra. Cơ quan an ninh bang Chiapas miền nam Mexico cho biết 14 nhân viên lực lượng cảnh sát bang Chiapas, Mexico bị nhóm vũ trang chặn xe, khống chế và bắt cóc trên cao tốc nối thị trấn Ocorocaula và thành phố Tula Gutierrez, thủ phủ bang, ghi nhận thông tin từ VN Express. Một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một số người mặc áo chống đạn mang súng trường đứng cạnh ít nhất 3 chiếc xe tải chắn ngang đường cao tốc. Theo tờ Reforma, nhóm vũ trang này đã chặn xe chở cảnh sát, tịch thu điện thoại và yêu cầu họ nằm úp xuống đất. Họ thả tự do cho các nữ cảnh sát, bắt cóc 14 nam cảnh sát trong đoàn. Lực lượng cảnh sát bang đang mở chiến dịch tìm kiếm những người này. Theo thông tin từ VN Express, giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tập kích tên lửa vào nhà hàng Ria Pizza ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, khiến ít nhất 9 người bị thiệt mạng và gần 60 người bị thương. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine cho hay, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và dọn dẹp đang diễn ra. Nhiều nạn nhân, trong đó có trẻ nhỏ, đã được tìm thấy bên dưới đống đổ nát. Một số ngôi nhà cạnh nhà hàng cũng bị hư hại do tên lửa. Giới chức Ukraine cho hay, tên lửa thứ hai đánh trúng một ngôi làng ở ngoài ô Kramatorsk, khiến 5 người bị thương. Nga chưa phản hồi cáo buộc của Ukraine.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.